Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu càng A dành cho các bạn làm xe 3 bánh hoặc là xe 2 bánh mà các bạn muốn lắp cái bộ đầu lên đằng trước. Ở đây xin giới thiệu một cái loại chiều rộng 70 thôi. Thì trong cái quá trình làm xe thì mình thấy các bạn làm cái khổ 70 là hợp lý nhất. Đấy, khổ 70 thì lắp bánh nó lên 80. Ở đây là một bộ càng A phanh đĩa. Đấy nhá, phanh đĩa này, lái vô lăng. Đấy, thì tuy nhiên thì có một số khách hàng làm xe máy chuyển thành xe 3 bánh ấy, thì các bạn lại thích sử dụng tay lái, không sử dụng ghi đông mà sử dụng tay lái thường thôi. Phanh đĩa này thì em làm một cái video về lái vô lăng và một cái video về lái bằng tay lái để cho khách hàng tiện đường tham khảo. Đấy, tất cả nó đã được gắn sẵn lên cái bộ đầu như này rồi, khách hàng về nhà là có thể kết nối xe của mình với cái bộ đầu này để người ta để ngỏ như này rồi. Đây, tim ốc là chéo 70 nhé. Trên cái loại này thì mình lắp cái bộ này, tim ốc này là tim ốc chéo 7, chéo 10, tim chéo 10 này. Lỗ cạnh này là vuông 7 này. Đấy, và có phanh đĩa lắp vào đây. Cái củ phanh này thì là phanh chân, thì các bạn dùng vô lăng thì có thể dùng phanh chân, còn đối với những cái bạn mà dùng tay lái ghi đông ấy, thì dùng phanh tay. Thì đây, chiều rộng mình nhắc lại là chiều rộng phía ngang này là 70 các bạn nhé. Đấy, còn đối với đôi lò xo này thì là cũng khá là cứng cáp, thì các bạn làm xe thì hoàn toàn có thể sử dụng được cái loại này, chịu tải độ khoảng 200 kg đổ lại là không vấn đề gì. Tất nhiên các bạn có thể đổi loại cứng hơn được, nhưng theo như một số các bạn đã làm thì người ta vẫn dùng loại này bình thường. Đấy, ngoài cái may ơ có cái ốc chéo 7 và 10 này ra thì nó còn có loại chéo 8, 11 để cho các bạn lắp những cái bánh như bánh ATV hoặc là chéo cái loại may ơ 3 ốc để lắp những cái bánh ATV 3 ốc. Đấy, các bạn lưu ý nhé, 8 x 11 nhé. Ở trên thị trường nó có loại 8,1 nhân với lại 11,4. Khách hàng rất là dễ bị nhầm lẫn cái đấy. Là cứ đọc thành 8 x 11 là nó khác nhau đấy, không phải là 8 x 11 đâu. Mà nó là 8,1 nhân với 11,4. Đấy. Chiều cao của cái vô lăng, từ vô lăng xuống đến cái bộ khung này là nó rơi vào tầm khoảng 80 cm đến 90 cm. Đấy, tùy theo cách đo, đo tận dưới này hoặc là đo lên trên. Đấy, bộ khung này thì bình thường người ta không có sơn đâu, cho nên là khi mà trong quá trình để kho ấy, thì nó sẽ hơi bị han rỉ đỏ. Thì các bạn làm xe thì kiểu gì các bạn về cũng hàn xì và cũng phải sơn lại, thì cái đấy thì những cái đồ đấy thì các bạn phải thông cảm. Đồ sắt nó sẽ không như đồ inox, để lâu mà không sơn thì nó sẽ có hiện tượng là rỉ đỏ. Thì các bạn về làm xe thì thằng nào cũng làm xe thì cũng phải là sơn lại, thì các bạn những cái khoản đấy là các bạn phải thông cảm. Đấy, thì bộ đầu của nó như thế này, thì các bạn mua về các bạn gắn lên xe thì kết nối với khung kiểu như thế nào đấy thì là do các bạn nghiên cứu. Ở đây mình có đưa ra hai mẫu, một là mẫu la răng đúc và một là mẫu la răng sắt. La răng sắt thì nó sẽ có cỡ la răng 8, la răng 10 và la răng 12. Đấy, thì tiện đây thì mình cũng giải thích luôn cho các bạn tại sao được gọi là 8, la răng 10 và la răng 12 để cho các bạn biết cách các bạn tính toán. Thì thường thường là la răng 10 thì các bạn cứ tính như này này, tính theo cái G trong này, đây là cái G bắt lốp này, thì cái chỗ này là cái miệng lốp này này.
Hãy đo từ đây qua cái bên này là các bạn sẽ lấy la răng 12 thì các bạn sẽ nhân với lại 25,4 mm thì nó sẽ ra đường kính. Đấy. Thì đấy chính là cách tính vành bao nhiêu inch đấy, vành 12 inch hay là 10 inch hay là 8 inch. Thì như cái vành 12 inch này thì nó khoảng 30 mấy cm đấy. Hơn 30 cm một tí. Và cái bánh này thì có đường kính lốp là 46. Bánh bên này thì là vành 10 đấy các bạn này. Vành 10 thì cũng tính inch thì cũng dễ thôi, các bạn cứ đo từ đây. Nui vào trong một tí sang đây. Đấy thì nó sẽ lấy ví dụ như là 27 cm thì các bạn sẽ đổi ra mini và các bạn chia với 25,4 thì nó sẽ ra vành là vành 10 inch. Kiểu kiểu như vậy đấy. Và còn cái đường kính bánh này là bánh vuông. Đây, lốp bản vuông này. Lốp này thì là lốp 400 trừ 10. Cái vành này thì vành 10 này thì các bạn có thể lắp được lốp Attila nhé. Đấy, vì vậy nhà các bạn khách hàng có thể mua vành không về các bạn sử dụng lại lốp cũ cũng được. Lốp 350 trừ 10 hoặc lốp 90 trên 90 trừ 10 hoặc là lốp 110 trên 90 trừ 10 đều được nhé. Giá thành của cái bộ này thì xin để dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây, lái thì rất là nhẹ nhàng. Đấy. Góc lái của nó thì nó có cứ hàn rồi. Đây là góc cao nhất này. Đấy.